Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hằng Nga kể chuyện ma. Rất vui khi đã được gặp lại mọi người trên kênh hàng ngày. Ngày hôm nay thì Hằng sẽ mang tới cho mọi người một câu chuyện có thật của một chú. Chú ấy tên là Lưu và cũng khá là lớn tuổi rồi. Chú kể rằng ở dưới nền nhà có một ngôi mộ tập thể. Khi mà bốc lên á thì mới biết, mà khi ở trong cái căn nhà này, nó xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện kỳ quái. Cho nên là mới dẫn đến cái chuyện là bật lên nhà lên thì mới biết là ở dưới có mộ. Vậy thì những cái chuyện kỳ quái ấy nó diễn ra như thế nào? Mời mọi người hãy cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Chào mọi người, tôi tên là Lưu, sinh năm 1982, quê ở Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc, với nền văn hóa quan họ lâu đời. Tôi kể câu chuyện này không phải là một tác phẩm văn học, mà là một trải nghiệm ghê sợ của chính bản thân tôi, dù đã đi qua quá lâu rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ như in, trong đầu không thể nào quên được. Nhà tôi có ba anh chị em, hai trai, một gái. Lớn hơn tôi là chị cả tên là Luyến, sinh năm 80. Dưới tôi là thằng út tên là Luân, sinh năm 84. Năm 1989, khi tôi lên 7 thì cả nhà chuyển vào Đắk Lắk theo chương trình kinh tế mới. Ngày ấy đói kém, cái ăn cái mặc còn không đủ, nên rất nhiều người đăng ký đi khai hoang ở Tây Nguyên. Theo sự sắp đặt phân chia của địa bàn chính quyền, nơi mà chúng tôi được phân về là một vùng núi hoang sơ hẻo lánh của huyện Cư Mờ Ga. Sau 2 ngày 2 đêm lăn lộn đường dài và nhiều tiếng đồng hồ đánh lộn với con đường đất đỏ bụi mù, chiếc xe khách 45 chỗ cũng thả đoàn người chúng tôi gồm nhiều hộ gia đình giống như chúng tôi đi vào đây khai hoang lập nghiệp. Gọi là hội trường nhưng thực chất nó là một ngôi nhà tạm bợ được dựng lên bằng những thân cây rừng làm cột kèo, mái lợp bằng cỏ tranh, duy chỉ có nền nhà có được tráng xi măng đàng hoàng tử tế. Đây chính là nơi dừng chân của những người mới đến chưa có nhà ở. Trước khi đi phát quan dựng nhà, chúng tôi sẽ ở lại đây. Mọi người xuống xe ổn định tình hình, xong thì người lớn nhanh chóng theo chân cán bộ phụ trách đi nhận ranh giới đất để chuẩn bị việc phát rừng làm nhà. Họ cũng cấp cho ít gạo, cuốc xẻng, dao rửa cùng với dụng cụ khai hoang. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen và hòa nhập với nhau. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi và thằng Luân cùng mấy đứa trẻ có rủ nhau chơi trốn tìm. Và tất nhiên, ở cái địa bàn như thế này thì vị trí thích hợp nhất có thể sử dụng ẩn nấp chính là vạt rừng già sau hội trường. Đó là một sườn đồi thoai thoải với những bụi cây rậm rạp chèn lẫn dưới chân là những tán cổ thụ xum xuê đủ loại. Lũ trẻ ngây thơ chúng tôi cứ vô tư vui chơi ở cái nơi hoang sơ đó mà không biết đến sự nguy hiểm có thể gặp phải như rắn chết, thú rừng. Mải mê đùa cợt mà trời chiều nhập nhoạng đã nhanh chóng chuyển sang tối. Tôi đang lò dò đi tìm mấy đứa lấp ló ở đâu đó trong mấy bụi rậm thì chị Luyến chạy ra gọi vào nhà nói rằng bố mẹ đang gọi kìa. Nghe vậy tôi liền đưa tay bắt loa gọi to: "Thôi không chơi nữa, đi về nhanh lên." Nghe tôi gọi thì ngay lập tức từ các bụi cây chúng nó thi nhau chui ra chạy ào ào về hội trường. Chẳng là trước khi nhận đất thì các ông bà bố mẹ đều dặn dò con cái ở yên trong hội trường rồi giao cho mấy đứa lớn phải trông chừng mấy đứa nhỏ. Thế nhưng sự hiếu động ham vui đã khiến lũ trẻ nghịch ngợm chúng tôi không thể ngồi yên mà đã lén lút ra sau nhà đùa nghịch. Giờ đây nghe thấy người lớn sắp về thì đứa nào đứa nấy cũng vắt chân lên cổ mà chạy về, sợ bị la mắng. Chỉ thoáng chốc cả bọn đã có mặt trong hiện trường, nhưng riêng tôi vẫn còn đứng ngay ở ngoài cửa sau ngẩng cổ ngóng về phía bìa rừng. Vì tôi chờ mãi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy thằng Luân em tôi đâu. Tôi thò đầu vào trong nhà hỏi có đứa nào thấy thằng Luân đâu không. Một đứa lên tiếng: "Không, chẳng thấy đâu cả, bọn em trốn mỗi đứa một nơi mà."
Nghe vậy, tôi cũng đi hỏi thêm vài đứa nữa. Sau đó tôi quay lại bìa rừng, tiếp tục gọi. Luân ơi! Luân! Về tôi không chơi nữa, bố mẹ về rồi. Thế nhưng vẫn không có tiếng động tĩnh gì phát ra hay có một động thái gì khác cả. Gia đình nào cũng hò hét con cái đi tắm gội. Mẹ tôi thấy mỗi chị Luyến trong nhà thì hỏi tôi và thằng Luân đâu, được chỉ ra phía sau nhà. Mẹ liền đến gần cửa, thò đầu gọi. Lưu ơi! Đi về tắm đi con, mà em mày đâu rồi? Tôi vẫn đang chăm chú hướng mắt vào bìa rừng, nghe tiếng mẹ gọi thì giật mình quay lại. Nhìn thấy mẹ, tôi run run lo sợ. Vì thằng Luân bây giờ vẫn còn đang nấp chưa có chịu ra. Mẹ biết được bọn tôi vào rừng chơi thì có mà no đòn. Tôi đứng im, không biết trả lời mẹ ra sao, thì mẹ tiếp tục. Ô thế Lưu ơi, không nghe thấy mẹ nói gì à? Em mày đâu? Thằng Luân nó trốn, nó chưa về. Tôi lắp bắp nói mãi mới thành câu. Mẹ tôi nghe thế thì ngây ra. Mẹ ngạc nhiên quay lại hỏi tôi. Cái gì? Nó trốn đi đâu? Cái Hạnh đứng xanh lưng tôi, thấy tôi run, nó chỉ về phía bụi cây. Nãy bọn cháu chơi trốn tìm, nấp ở chỗ kia kìa. Thằng Luân, nó hình như cũng nấp ở đấy ấy. Nghe gọi, bọn cháu chạy ra, nhưng mà chẳng thấy nó chạy đâu cả. Mẹ tôi sợ hãi. Luân ơi! Ôi giời ơi Luân! Mẹ tôi quay qua mắng tôi, rằng nó đã dặn như thế rồi mà vẫn còn đi ra đây chơi trốn tìm là sao. Bây giờ không biết em ở đâu thì phải làm thế nào bây giờ? Tôi sợ hãi khi bị mẹ tra khảo. Tôi hiểu nỗi lo của mẹ, chỉ sợ bị mắng nên lắp bắp. Con không biết chúng nó trốn đi đâu. Con là người đi tìm mà. Mẹ tôi nghe vậy thì lại một lần nữa đưa mắt dò xung quanh, đồng thời gọi lớn. Luân ơi! Về đi con ơi, không chơi nữa. Không thấy có phản hồi gì, mẹ liền quay vào hỏi han hết thảy tất cả những đứa đã chơi cái trò này, xem có biết thằng Luân trốn ở đâu không. Tất cả đều trả lời như nhau là không biết. Mẹ vội vã chạy đi gọi bố. Bố tôi cùng vài người khác liền lập tức tập hợp tất cả lũ trẻ con chúng tôi phía sau nhà tra hỏi. Thế lúc mấy đứa trốn, thằng Luân nó trốn chỗ nào? Tất cả đều lắc đầu, chỉ có con Hạnh rụt rè chỉ tay lên tiếng. Lúc nãy cháu trốn, thằng Luân cũng chạy vào cái chỗ kia kìa, rồi trốn ở sau gốc cây kia. Còn cháu trốn ở bên này, cháu không biết. Bố tôi liền nhanh tay bế con Hạnh lên, nhanh chân bước về phía bìa rừng, nói: Đâu, chỉ cho chú xem nào. Mọi người cùng bước phía sau bố tôi, theo đó sự chỉ đường của Hạnh mà tiến bước. Nó lay lay vai bố tôi mà nói: Đây, đây, chỗ này, nãy cháu nấp chỗ này này. Còn thằng Luân, nó chạy sang hướng kia kìa, cháu không biết nó trốn chỗ nào. Những tiếng gọi lớn liền vang lên ngay sau đó, nhưng không có âm thanh trả lời. Bố tôi thả con Hạnh xuống, rồi cùng vài người đàn ông chạy vào lùm sục mấy bụi cây xung quanh. Trời đã dần ngả về tối nên không còn nhìn rõ ràng mọi thứ được nữa. Âm thanh loạt soạt của những bước chân khẩn trương chạy trên lá khô cùng tiếng gọi dồn dập huyên náo cả một góc rừng vắng buổi chiều tối. À, đây rồi, đây rồi! Tiếng reo của chú Miền khiến cho bố tôi cùng với mọi người phấn khích đổ dồn về phía đó. Chú Miền đang đứng nhìn chằm chằm vào một gốc cây đa to, miệng nói gì đó không nghe thấy rõ, chỉ ở khoảng cách xa. Bố mẹ tôi là hai người đầu tiên chạy tới đó, theo sau là đoàn người hối hả. Có cả vài đứa trẻ con chúng tôi cũng chạy theo. Đó là một gốc đa cổ thụ với bộ rễ lòe ra như cánh tay vươn xuống ôm trọn lấy mặt đất. Nó tạo thành mấy cái vòng chẳng khác nào hang động nhỏ. Mẹ tôi vừa chạy đến thì cúi xuống nhìn vào trong gọi:
Luân, Luân ơi, ra đây với mẹ. Thì ra thằng Luân chui vào trong đó nấp. Mấy khe hở giữa mấy cái rễ cây khá là nhỏ, người lớn không thể chui tọt được, nên mẹ tôi chỉ có thể ngồi bên ngoài mà gọi với vào bên trong. Thằng Luân cứ ngồi đó, quay mặt vào trong, nói cười một mình, không để ý tới ai, cũng không nhìn thấy ai đang gọi mình cả. Gương mặt của nó cứ đờ ra, như thể bị ai bắt mất hồn vậy. Chú Miền bảo là đã gọi nó ngay khi nhìn thấy, nhưng nó không có phản ứng gì. Mọi người đều thấy lạ và khó hiểu. Bố tôi sau một hai câu réo tên nó cũng không thấy nó trả lời, liền xách tay thò vào bên trong lôi nó ra. Ngay khi bàn tay bố chạm vào vai nó, liền giật mình quay lại. Ơ, bố. Mọi người thở phào khi nghe thấy giọng của Luân vang lên. Bố tôi mừng rỡ nói: Ôi kìa, chui ra con. Nhưng con đang chơi mà. Thôi, chơi cái gì nữa, tối rồi, ra đây nào, ngoan nhanh lên. Sau câu nói của bố tôi, thằng Luân ngoan ngoãn đưa tay cho bố cầm, rồi kéo ra bên ngoài. Mẹ tiến đến, bế thốc nó lên, hỏi sao mẹ gọi mà không trả lời như vậy. Nó liền ngây ngô đáp: Con không nghe thấy, con đang chơi với bạn mà. Rồi nó quay lại phía gốc đà, vẫy tay nói: Thôi mình về nha, mai chơi tiếp nhé. Mọi người đều tỏ ra ngơ ngác khó hiểu trước hành động đó. Tôi thấy bố tôi xì xào to nhỏ gì đó với mấy cô chú, rồi họ mỗi người bế một đứa chúng tôi chạy nhanh như cắt ra khỏi bìa rừng, tán loạn trở về trại. Ngay bên hông của lán trại, cách vài chục mét, có con suối chảy từ trên đỉnh đồi xuống. Mọi người lấy nước ở đó về đổ vào mấy cái thùng phi ở góc nhà để làm nước sinh hoạt. Người lớn rủ nhau ra tắm trực tiếp ở suối. Còn trẻ con chúng tôi, do trời đã chập tối nên hơi se lạnh, không được cho tắm rửa, chỉ được rửa mặt mũi tay chân mà thôi. Bữa cơm tối mọi người góp gạo thổi cơm chung, rồi trải chiếu bày ra giữa nền nhà trong ngôi nhà tạm để cùng nhau ăn. Đèn dầu mờ sáng, tiếng cười nói vang lên trong ngôi nhà. Ánh vàng nhạt nhòa lọt thỏn giữa núi rừng hoang vu rộng lớn, như một con đom đóm bơ vơ trong một khu rừng rậm. Trong bữa cơm tối, tôi thấy bố với mấy chú vừa uống rượu vừa bàn bạc to nhỏ, trầm ngâm liếc nhìn về phía bọn trẻ chúng tôi đang cặm cụi vô tư ăn uống. Một bác lên tiếng: Ngày mai người lớn phải đi chặt cây để dựng nhà. Các bác cấm các cháu không đứa nào được bén mảng ra cái bìa rừng, nghe chưa? Chỉ được chơi loanh quanh ở trong nhà trước sân thôi, để các bác còn vừa làm vừa trông. Mấy đứa lớn thì nghe thấy vội vã gật đầu, còn mấy đứa bé gương mặt như kiểu bác đang nói gì thế, cháu không hiểu. Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều răm rắp gật đầu khi nhìn thấy gương mặt hung tợn của bác ấy lộ ra. Ngồi chơi để các ông bố bà mẹ còn làm việc, tôi mon men đến chỗ thằng Luân, vỗ vai nó hỏi khi nãy ở trong rừng tại sao lại bye bye chào tạm biệt cái cây. Nó liền hồn nhiên đáp: Ơ, có một bạn ở đấy mà, anh không nhìn thấy à? Bạn nào? Tao làm gì thấy có bạn nào đâu. Có, tại anh không thấy thôi. Em với bạn ấy trốn ở đấy mà, gặp bạn ấy đang ngồi ở trong đấy, rủ em vào trong đấy trốn luôn. Mai em muốn đến đấy chơi tiếp, bạn ấy vui lắm. Khi đó tôi còn là một đứa trẻ 8-9 tuổi, chưa nhận thức được rằng đây là khu rừng hoang vắng, bán kính cả vài cây số xung quanh, làm gì có nổi nấy một nhà dân, thì lấy đâu ra có đứa trẻ nào ở đấy được cơ chứ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nhà nó ở quanh quẩn đâu đây, cho nên chắc có lẽ đến chơi cùng với chúng tôi. Tôi nói với thằng Luân, với bố mẹ là thằng Luân nó nói như thế đấy. Các bác nghe thấy liền cấm chúng tôi không được vào đó nữa, không cẩn thận là no đòn, mai chỉ được chơi ở sân trước. Chúng tôi im lặng không nói gì,
Đúng lúc này thì mẹ tôi bế thằng Luân lên tay, ân cần hỏi lại. Chẳng có chuyện gì khác ngoài cái nội dung như tôi vừa nói với mọi người. Tôi mặc kệ, mặc kệ cuộc trò chuyện của nó và mọi người, bỏ ra chơi cùng với mấy đứa khác. Bởi vì trong lòng tôi lúc đó, chơi mới là trên hết. Mọi người chia nhau, mỗi người một góc nhà, để trải chiếu mắt màng, ngủ la liệt khắp nơi ở trên nền đất. Bố tôi bảo là cố gắng như thế này một vài hôm, khi phát quang được, có cây, sẽ là một căn nhà. Khi đó, căn nhà sẽ là của riêng chúng ta, có vách, có tường, sẽ tự do, không còn như thế này nữa. Chúng tôi nghe thấy bố nói thì vui lắm. Lại nghe thấy có một căn nhà lớn, lại càng vui hơn. Ba chị em tôi rì rầm trò chuyện thêm một lúc thì cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi buồn vệ sinh nên thức giấc. Tôi mở mắt nhìn quanh một lượt. Không gian tối đen như mực. Chỗ tôi nằm đối diện với cửa sổ. Bên ngoài đang là trời đêm, nhưng được sự soi sáng của ánh trăng thì so với bóng tối trong nhà, nó vẫn nổi bật hơn trong tầm mắt của tôi. Tôi có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng của những ngọn núi, những cái cây, và nó đang đung đưa trong từng cơn gió thổi. Rồi thấp thoáng có bóng người đi đi lại lại ở phía sau khung cửa. Không phải một người, mà ít nhất phải đến 2-3 người. Tôi nghĩ có lẽ họ cũng mót tiểu nên nửa đêm cũng thức dậy đi tiểu. Tôi bò ra khỏi màn, tính bước ra ngoài chỗ bọn họ đang đứng để giải quyết nỗi buồn, thì có bàn tay nắm lấy chân tôi kéo lại. Tiếp đó là giọng nói khe khẽ. Đi đâu đây? Nằm mơ à? Đó là bố tôi. Bố tưởng tôi bị mộng du nên hỏi như thế. Tôi liền trả lời, con đi tiểu, con mất tiểu quá. Vậy à, để bố dẫn đi. Nói rồi bố ngồi dậy, khẽ khẽ mở màn, dẫn tôi ra ngoài dò dẫm men theo lối đi ở giữa của các hộ gia đình. Đi một cách hết sức nhẹ nhàng để tránh làm mọi người thức giấc. Ra đến bên ngoài bố nói, lần sau mót tiểu nửa đêm thì phải gọi bố dậy nghe chưa, không được tự tiện đi đâu ngoài một mình đâu đấy. Tôi hơi khó hiểu, bởi vì từ trước đến giờ tôi vẫn tự đi tiểu cơ mà, tại sao bây giờ lại phải gọi bố dậy cơ chứ? Nhưng cũng không có dám thắc mắc, liền đáp, vâng con biết rồi, tại hồi nãy con thấy có mấy chú mấy bác ngoài này nên con mới tính ra đấy chứ. Nghe tôi nói, bố liền hỏi, mấy chú mấy bác nào? Con thấy ở ngoài này này, 3-4 chú đi qua đi lại chỗ này này. Bố nheo mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi nói, đâu chỗ nào mà có thật là nhìn thấy không? Thật mà bố, con nhìn thấy á, hình như nhiều lắm chứ không phải 3 đâu, hình như họ cũng đi tiểu đấy. Tôi vừa trả lời bố, vừa nhìn sang bên trái nhà, chỗ cửa sổ, nhưng không có ai nữa. Bố tôi không nói gì, chỉ đăm chiêu quan sát xung quanh, ra vẻ nghi ngờ. Vài giây bố nói, thôi xong chưa, đi vào ngủ nhé. Tôi ngoan ngoãn theo bố vào nhà, tiếp tục giấc ngủ ngon cho đến khi thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh thì mới tỉnh giấc. Tôi nhận ra trời đã sáng, mọi người đã thức dậy hết, tất bật công việc với các kiểu khác nhau. Chỉ có vài ba đứa trẻ con như chúng tôi vẫn còn đang nằm lác đác ở trên nền nhà. Nhưng chúng nó cũng đã bắt đầu chọc nhau, cười hú hí rồi. Một ngày mới bắt đầu sau bữa sáng. Người lớn lỉnh kỉnh, dao dựa, cuốc xẻng chuẩn bị đi làm. Tôi nghe lỏm được là mỗi nhà sẽ được chia 1.000 mét vuông đất, bám theo con đường đất đỏ này, tự phát quang, khai hoang, làm nhà tùy ý. Cây cối ở đây có thể chặt và mang về nằm nhà sẽ không bị cấm. Ai nấy đều hết sức hài lòng, ra sức khai hoang được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mỗi nhà 2 người thì ít nhất phải mất 3-4 ngày để chặt cây mới đủ cho một căn nhà với một cái sân nhỏ. Sau đó lại mất thêm 3-4 ngày nữa dùng chính những thân cây vừa chặt để dựng lên một túp lều nhỏ làm chỗ trú nắng trú mưa cho công việc khai khẩn núi rừng.
Một vài tháng khi cuộc sống đã ổn định thì hình thành một cái xóm làng nhỏ. Chính quyền sẽ mở điểm trường tại đây để chúng tôi có thể được đi học. Nghe người lớn nói như vậy thôi, chứ với lũ trẻ chúng tôi khi ấy thì thứ duy nhất chúng tôi muốn là được chơi, đi chơi và chơi. Trước khi bắt tay vào công cuộc, bố mẹ có gọi ba chị em chúng tôi lại và dặn dò. Bố với mẹ, với các bác đi làm, các con ở nhà phải ngoan nghe chưa? Cái Luyến lớn rồi, phải trông các em cẩn thận đấy. Thằng Luân với thằng Lưu không được ra cánh rừng phía sau khi chơi đâu đấy nhá. Chỉ ở nhà với chị, với chơi ở ngoài sân thì thôi nghe chưa? Bố mẹ nằm ngay ở chỗ kia kìa, có cái gì là phải chạy ra gọi. Mẹ vừa nói vừa chỉ tay về phía vạt rừng bên kia. Cách cái nhà này cũng khá là xa. Chị em chúng tôi gật đầu vâng dạ lia lịa, rồi chạy vào nhà chơi cùng với mấy đứa đang chờ sẵn ở bên trong. Sáng hôm đó chúng tôi chỉ dám quanh quẩn ở trong sân nhà, chứ không dám bén mảng ra phía sau, mặc dù vẫn còn đang thèm muốn khám phá cái nơi mới mẻ này. Tôi với thằng Luân cứ đứng ở cửa, dương mắt nhìn về phía cánh rừng, mà trong lòng cứ ao ước được ra đó chơi trốn tìm tiếp. Trong đó tôi thấy thấp thoáng xa xa ẩn hiện có mấy gốc cây, hình như có hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang bước đi ở trong đó. Nhìn cách ăn mặc của họ thì biết có lẽ họ là người dân bản địa ở nơi đây. Tôi nói: "Ê, có nhìn thấy hai người kia không?" Tôi vừa chỉ tay vừa hỏi thằng Luân. Nhìn theo hướng tay tôi, nó nói: "Bạn em đấy." "Cái gì? Bạn mày đấy hả? Mày mới đến, sao lại có bạn ở đấy được?" Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào mấy đứa đang nô đùa. Nó vẫn đưa mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng, nói một cách tự nhiên: "Bạn em thật mà, hôm qua em chơi với nó đấy." Đến đây tôi chợt nhớ ra là chiều tối hôm qua khi mọi người tìm được thằng Luân trong rừng thì nó còn vẫy tay chào cái gốc cây đa buổi tối. Khi về tôi hỏi thì nó nói là gặp bạn ở trong đó. Tôi nghĩ có khi người bản địa ở đây họ sinh sống quanh đây, có khi họ sống ở trong cái gốc cây ấy cũng nên đấy chứ. Thế nên là thằng bé kia mới ngồi sâu ở bên trong đến như vậy. Nghĩ đến cảnh làm nhà ở trong những nơi như vậy, tôi cảm thấy thích thú, rồi tưởng tượng ra đủ thứ trò chơi ở trong rừng. "Ê hai thằng này, không vào chơi cứ đứng đấy làm gì?" Tiếng gọi của mấy đứa bên trong nhà cắt ngang dòng suy nghĩ đang mơ tưởng của tôi. Thế rồi chúng tôi lại hòa mình vào đủ các trò linh tinh trong căn hội trường đơn sơ. Đến gần trưa thì vài người lớn trở về chuẩn bị cơm nước. Cả lũ xuống vào phụ giúp, nào thì nhặt rau, nhặt củi, bưng bê bát đũa. Bữa cơm trưa hôm đó, tôi thấy có sự xuất hiện của một người đàn ông mặc bộ đồ xanh, ngồi cùng mâm với bố và các bác. Nghe lỏm họ nói chuyện, tôi mới biết đó là cán bộ kiểm lâm đi tuần tra, đồng thời đến động viên cũng như giới thiệu địa bàn, hướng dẫn bà con khai hoang đúng cách, đúng chỗ. Ông chú đó vui vẻ cơm nước trò chuyện thân mật cùng với người ở đây. Họ còn hỏi han tình hình sức khỏe của nhau, quan tâm đến bà con mới đến để cho bà con có được một chút tâm lý vững vàng, không bỏ cuộc giữa chừng. Ngồi uống nước chè sau bữa cơm vui vẻ, chú kiểm lâm nói đó là ranh giới đất khai hoang và đất rừng cần được bảo vệ. Chú ấy nói rất nhiều cho mọi người nghe. Việc nhắc nhở này có lẽ phải kết hợp với ủy ban xã, nhưng mà hôm nay tiện đường nên em ghé qua động viên các bác luôn. À, thêm một điều nữa là vùng Tây Nguyên nói chung là còn sót lại nhiều bom mìn chưa nổ lắm. Thời chiến tranh nó rải xuống đây nhiều lắm anh ạ. Những chỗ được chỉ định khai hoang đều là bên công binh họ rà phá hết rồi, nhưng mà chắc cũng không phải là 100% đâu. Nhưng mà các bác cứ yên tâm đi, nếu như mà gặp phải thì ngay lập tức báo cho chúng em, chứ đừng có mà mang về cưa đấy nhá. Nhiều trường hợp ở đây nhặt được bom mìn mang về cưa rồi bị nổ đấy.
Nói chung là cứ nhìn thấy thì tránh xa một chút, báo cho chúng em là được. Khu kinh tế mới tại đây, cái chỗ này này, ngay phía sau biểu rừng, có hai cha con người đồng bào đi đặt bẫy thú, dẫm phải mìn mà thiệt mạng cả hai đấy. Bây giờ xung quanh đây đã an toàn, nhưng mà mọi người cứ cẩn thận là hơn. Mọi người nghe đến đây thì xì xào bàn tán về cái vụ thằng Luân chui vào gốc đa hôm trước. Tôi thấy mẹ cùng với mấy cô có nhắc loáng thoáng gì đó, mấy kêu đại khái như là mà nó giấu rồi đấy, thằng Luân nó gặp ma rồi đấy. Tôi chỉ nghe vậy thôi, chứ chẳng quan tâm nhiều, vì tôi có biết ma quỷ nó là cái gì đâu. Trong đầu tôi chưa hề có khái niệm này. Thế rồi câu chuyện của mọi người cũng kết thúc, để còn đi nghỉ trưa, chiều tiếp tục công việc. Chú kiểm lâm đeo súng AK và ngồi lên chiếc xe Simpson, nổ máy phóng đi. Lũ trẻ chúng tôi ra gốc đa ở đằng sau, chỗ đó cái cây đa bé lắm, được phép để chơi. Mọi người lớn đang ngồi trong nhà nghỉ ngơi khi trời đã đứng bóng chói chang của cái cao nguyên đất đỏ này như muốn đốt cháy da cháy thịt. Còn chúng tôi thì lại chơi ở dưới bóng râm một cách hưởng thụ. Một đứa ở trong đám lên tiếng: "Ê chúng mày, hai bọn mình xuống suối tắm đi." Đó là thằng Nam, anh của cái Hạnh, con chú Miền. Nó cũng chọc tuổi tôi. Nghe nó nói xong tôi liền phản đối: "Ê không được đâu, người lớn biết được, nán đòn đấy." "Đòn cái gì mà đòn, người lớn cấm bọn mình ra cái vạt rừng, chứ có cấm tắm suối đâu." "Chiều hôm qua tao theo bố ra đấy tắm, thích lắm, nước trong vắt luôn." Nghe nó nói vậy, bọn chúng tôi đứa nào cũng thích thú, nhưng vẫn dè sợ bố mẹ. Suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Bây giờ để bọn con gái vừa chơi vừa nhảy dây, canh chừng, mình đi một tí xong quay lại." Thằng Nam là đứa duy nhất được đến đây lần thứ hai. Nó nhanh nhẩu liến thoáng giới thiệu về cái suối này cho chúng tôi nghe. Người lớn chia khúc suối này thành ba đoạn rõ rệt. Đoạn đầu tiên nằm ở chỗ cao nhất, sát khe đá, dùng để lấy nước sinh hoạt. Đoạn tiếp theo là ở giữa thì quây bạt trên bờ thành nhà tắm cho phụ nữ. Đoạn cuối cùng nằm xa hơn, ở một khoảng nước lớn cỡ bằng cái sân. Địa hình bằng phẳng lại rộng rãi, là sâu nữa, cho nên dùng để chỗ tắm lộ thiên cho đàn ông. Bọn tôi chọn đoạn giữa để vui chơi, vì nước chảy vừa phải. Chúng tôi đứa nhảy nhót, đứa bơi lội, đứa móc cua bắt ốc. Tôi thì ngồi trầm mâm ở dưới nước, nhìn những cái rễ cây to xòe ra sát mép nước. Tôi đắm mình thưởng thức âm thanh của núi rừng. Bất chợt, trong khoảnh khắc chớp chớp mắt, tôi thấy ở dưới nước có vài người đang tắm gội. Tôi giật mình, đứng thẳng dậy, nấp sau tảng đá sát bờ. Bởi việc đầu tiên tôi nghĩ đến đó là người lớn ở trong nhà cũng ra đi tắm. Nếu nhìn thấy chúng tôi thì chắc chắn là chúng tôi sẽ bị ăn đòn mất. Tôi té nước vào mấy đứa kia để ra tín hiệu cho chúng nó yên lặng. Chúng quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ về phía bên phải, làm cả bọn ngoáy đầu nhìn theo. Rồi tụi nó mỗi đứa một góc nấp đi vào các chỗ khuất, nép sau mình các tảng đá to, rồi đưa đầu ra dò mắt nhìn xem có phải là người lớn ở trong nhà ra đây không. Những người đàn ông lạ, họ rất đông, phải cỡ hơn 20 người. Nhìn màu xanh của những bộ quần áo vắt trên vai và những bộ quần áo để trên cành cây, chúng tôi nhận định đây là các chú bộ đội. Tôi lia rộng tầm mắt hơn để dò xét xung quanh phía sau. Đó là những khẩu súng gác ở trên mấy cái ba lô làm ngổn ngang trên bờ. Điều này càng củng cố phỏng đoán của tôi rằng đây chính là những chú bộ đội. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là bố với lại mấy ông bác kia ra đây thì có mà chúng tôi no đòn mất. Mấy chú bộ đội này thì có vẻ là hiền dễ gần lắm. Tôi biết như vậy bởi vì hồi ở quê tôi đã từng mấy lần gặp các chú về thu hoạch lúa chạy bão giúp dân làng. Tôi yên tâm liền vẫy tay ra hiệu cho bọn nó tiếp tục chơi.
dường như các chú bộ đội cũng chỉ mải mê tắm gội, không để ý đến lũ chúng tôi, mặc dù khoảng cách cũng chỉ tầm hơn 20 mét một tí. Bất chợt có tiếng gọi the thé cất lên từ phía ngoài mép sân hội trường giáp với rặng cây ven suối. Tôi ngước mắt nhìn ra đó là con Hạnh, nó đang gào lên gọi tên bọn tôi. Cả lũ hiểu ý, ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chạy nhanh về sân hội trường dưới gốc cây. Một ngày nữa lại trôi qua thật nhanh. Tối đến, tất cả mọi người lại quây quần bên mâm cơm với không khí đầm ấm. Chiều nay trong lúc phát cây, có bắt được khá là nhiều các loài thú rừng khác nhau, có cả rắn trồn, nhím, rồi cho nên bữa ăn hôm nay có nhiều thức ăn đa dạng lắm. Lũ trẻ con chúng tôi ăn thoải mái, rồi lại ra hiên chơi, để cho người lớn ngồi nhâm nhi vài ly rượu trò chuyện, chủ yếu là về công việc khai hoang. Tôi ngồi ngoài hiên đưa mắt nhìn xa xăm về phía lùm cây chỗ sát bờ suối, mơ tưởng lại cuộc vui mà chúng tôi đã chơi thật sảng khoái. Bất chợt, tôi thấy có vài bóng người đi qua đi lại. Chỗ đó, ánh trăng không thể soi rõ mọi thứ, nhưng qua hình dáng, tôi có thể biết được đây là những người bộ đội bởi cái mũ cối họ đội trên đầu. Tôi liền gọi thằng Lam đứng ngay cạnh đó. Ê, mày có thấy mấy người ngoài kia không? Đó đó, kia, đang quay mặt ra kia. Nó cũng nhìn kỹ một lúc, rồi hình như mấy chú bộ đội trưa nay thì phải. Nó có gật đầu, sau đó cũng chẳng thèm để ý gì đến tôi nữa mà tiếp tục chơi. Không để chân tay buồn miệng, tôi lại tiếp tục nhìn ngắm mấy chú bộ đội đấy xem họ đang làm gì. Một lúc sau họ cũng đi mất, chẳng còn gì ở đó, và những người lớn cũng không phát hiện ra có sự xuất hiện của những chú bộ đội gần đây. Đêm đến chúng tôi lại đi ngủ. Không biết vì sao, cơ thể tôi nó cảm giác tự nhiên cứng đờ ra. Miệng mồm cũng thế, tôi chỉ rên ư ử trong cổ họng. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đập phành phạch vào vai, tôi choàng tỉnh dậy. Tôi nhận ra khi nãy mình đã mơ một giấc mơ. Tôi thấy có rất nhiều bóng đen đứng xung quanh chúng tôi. Tôi muốn kêu lên cho mọi người biết, nhưng cơ thể tôi cứ cứng đờ. Đến lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh. Tiếng người nháo nhác tỉnh dậy nói chuyện với nhau giữa đêm khuya. Họ nói với nhau mà tôi nghe thấy, rằng họ cũng thấy những bóng đen kia giống như tôi. Không gian im lặng giây lát, rồi bố tôi lên tiếng. Tôi nghĩ vùng đất này cũng không phải là yên bình đâu. Chuyện hôm trước thằng Luân nhà tôi bị lạc vào cái gốc cây đa trong rừng ấy, mọi người cũng biết cả rồi. Đêm hôm đấy tôi dẫn thằng Lưu đi tiểu thì nó bảo là thấy có vài bóng người ở phía bên trái nhà đấy. Tôi quay ra thì nào có ai đâu. Tôi không rõ là nó nhìn nhầm hay không, nhưng mà tôi nghĩ là nó không nhìn nhầm đâu. Tôi nói cho mọi người nghe chứ, chúng ta đến đây, vùng đất mới như thế này là những vùng đất ngày xưa chiến tranh không biết bao nhiêu là người chết. Rồi bây giờ người sống đến đây khai hoang lập nghiệp, chắc có lẽ chúng ta phải đối mặt với phần âm rồi đấy. Lời bố vừa dứt thì giọng một phụ nữ vang lên. Tôi thấy chú nói đúng đấy, cái chuyện thế giới âm ấy thì làm sao mà bà cô đó cứ ấp úng mãi không biết phải nói như thế nào. Mọi người cũng chẳng biết phải nói tiếp lời của bà cô ấy như thế nào nữa. Bố tôi nói thôi thì bây giờ đã như thế, mình cũng chưa biết làm như thế nào. Bây giờ mỗi gia đình để một con dao dưới gối, rồi xem nếu có gặp nữa thì lại tìm cách sau. Sau câu nói ấy, tôi thấy rất nhiều người đều chui ra khỏi màn để đi tìm dao. Bác gái kia cũng nhanh chóng tìm thấy cho mình một con dao. Có lẽ bác ấy quá sợ mà nói không nên lời. Sau đó thì cũng không có thêm sự cố nào nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy,
thấy còn có một mình nằm chỏng chơ giữa nền nhà. Hội trường mọi người đã dậy, gấp gọn chăn màn vào một góc từ bao giờ. Tôi dậy đi ra ngoài chỗ phi nước đánh răng rửa mặt. Mấy đứa khác dậy trước đều đang ở đây. Chúng nó đang chơi rất vui vẻ. Còn người lớn thì dậy sớm hơn, đang mỗi người một việc, sắp sửa bữa sáng, quét dọn để chuẩn bị dụng cụ lao động. Tôi hỏi han trò chuyện mới biết, đêm qua đứa nào cũng ngủ say như chết, chỉ có người lớn mới biết sự việc ấy cùng tôi. Tôi kể cho bọn nó nghe về những gì đêm qua mình trải qua và nghe thấy. Chúng nó nghe xong, mặt chúng nó kiểu, thế à, ghê thế cơ á, như không quan tâm đến cái chuyện này vậy. Vệ sinh buổi sáng xong, tôi quay trở vào hội trường thì thấy mấy người lớn đang treo thứ gì đó lên khắp nơi ở xà nhà, hiên nhà và cả cửa sổ nữa. Tôi tò mò bám theo, tìm hiểu thì mới biết đó là những đoạn dây xương rồng và những túi tỏi cùng với lưỡi liềm. Còn để làm gì thì chúng tôi cũng chẳng biết. Tôi hỏi một người thì nhận được câu trả lời rằng, chúng mày không cần biết đâu, để đấy để người lớn làm, biết chưa? Mà đừng có mà ham vui, lấy xuống nghe chưa, để yên đấy. Tôi không biết những thứ này để làm gì. Theo sự tò mò cứ thôi thúc, tôi cứ đi theo chân những người này xem họ đang làm gì và muốn làm gì. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Kể từ ngày treo mấy cái thứ này, đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra thật. Nhưng rồi đến một đêm đó, lúc đó nhà nào cũng làm được nhà cho nhà mình và dọn ra ở riêng, không còn ở chung trong cái hội trường chật hẹp đó nữa. Tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy. Tôi không nhớ rõ khoảng thời gian, nhưng tôi nhớ là dọn ra ở riêng cũng khá lâu. Đêm đó trời mưa to, sấm chớp cứ đùng đùng đánh xuống, rạch ngang rạch dọc bầu trời. Khi ở trong căn nhà mới này, bố tôi cũng treo rất nhiều đồ như liềm tỏi quanh nhà. Hôm ấy mưa to, bố cứ nhìn lên bầu trời, ngón tay bố cứ gõ nhịp nhịp xuống bàn. Bố nói với mẹ, ôi dồi ôi, sấm chớp ở Tây Nguyên có khác ghê nhỉ, lắm cây thế này, không khéo nó đánh vào cái cây nào gần đây cứ mà chết toi. Mẹ tôi cũng lo lắng nhìn ra bên ngoài. Quanh nhà tôi có vài cái cây to vẫn chưa được chặt đi, mẹ muốn để lại để lấy bóng mát cho chúng tôi chơi. Mẹ sợ chẳng may có tia sét nào mà đánh xuống cái cây nào đó thì căn nhà bố mẹ vất vả làm được có khi bị sập chỉ trong một nốt nhạc. Đùng một tiếng vang lên, một tia sét đánh xuống rất gần, tiếng nổ vang trời. Nó to đến nỗi màng nhĩ của tôi cảm giác như là bị rung lên, đầu choáng mắt hoa. Bố mẹ và chúng tôi đều hốt hoảng kêu lên, hai người chạy lại ôm ba chúng tôi vào lòng, lấy tay che lấy tai như thể bảo vệ chúng tôi vậy. Sau khi tiếng nổ vang lên qua đi thì bố chạy ra cửa ngó ra. Bố nói, ôi dồi ôi, hội trường bị đánh rồi kìa. Tia sét ấy đánh thẳng xuống hội trường, cách nhà chúng tôi 300-400 mét gì đấy. Lửa bắt đầu bốc lên, những đốm lửa vàng vọt chiếu sáng trong màn đêm đen. Có lẽ những ngôi nhà khác cũng nghe thấy, họ đều ra ngoài ngóng sang bên ấy. Nhưng tuyệt không một ai dám đi đến gần, bởi vì sợ chẳng may một tia sét khác lại đánh xuống đó thì sao cơ chứ. Sáng ngày hôm sau khi trận mưa đã qua đi, tất cả mọi người tập trung ra hội trường để xem xét tình trạng nguy hại và tổn thất. Vì nói gì thì nói, đây cũng được coi là hội trường chung của cả cái xóm này. Căn nhà đã bị đánh cho tan hoang, cháy rụi. Kể cũng lạ, đêm hôm qua mưa to như thế mà không hiểu vì sao sét đánh xuống lại cháy tan cả căn nhà như thế cơ chứ. Mưa to không đủ dập lửa để cho nó cháy trụi không còn một miếng ván. Giữa nhà có một cái lỗ thủng lớn, bố tôi đi đến đó kiểm tra. Chợt
Ông kêu lên: "Ôi dồi ôi, có xác chết!" Mọi người nghe thấy câu đấy đều sợ đến tái mặt, đổ dồn về đấy để xem. Đúng như lời bố tôi nói, ở đó có một bộ xương đã lộ ra quá nửa. Nước mưa đêm qua dường như cũng đã rửa trôi đi phần nào, khiến cho bộ xương ấy rõ mồn một. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau đó thì một người lên báo với chính quyền: "Chú bộ đội biên phòng lần trước xuống đây động viên cũng có mặt nhanh chóng. Căn nhà cũng được đào xới lên bởi tất cả mọi người và dưới sự hướng dẫn của những chú bộ đội biên phòng." Rất nhanh sau đó, những bộ xương đã được đưa lên. Người ta đếm đi đếm lại, có cả thảy 20 bộ xương, nhưng lại có đến 21 cái hộp sọ. Không rõ là bộ xương còn lại của cái hộp sọ thứ 21 ở đâu. Người ta đã phải đào rất lâu nhưng cũng không tìm thấy. Cuối cùng đành chấp nhận là cái hộp sọ đấy không có xương để lắp vào. Anh bộ đội nói: "Có lẽ đây là ngày xưa là mồ chôn tập thể của bọn phát xít. Nó giết người xong nó chôn đây mà." Mọi người nghe thấy đều sợ hãi, không ngờ rằng trước đã ngủ chung với một đống xương trắng như thế này. Lúc làm nhà người ta không biết hay sao, hay người ta biết người ta cố tình vẫn làm nên cái hội trường ấy để che đi cái mồ chôn tập thể này. Không có lời giải đáp. Vậy là lần đấy, thứ tôi nhìn thấy không phải là những anh bộ đội đi tắm ở suối hay đi trong màn đêm, mà đó chính là những hồn ma. Bây giờ nhớ lại cái câu chuyện ấy, tôi không khỏi rùng mình. Có lẽ khi kể ra như thế này, mọi người sẽ không thấy sợ. Nhưng ở trong cái tình cảnh của tôi, nhớ lại cái lúc mình nhìn thấy đến cả 20 anh bộ đội có mũ cối trên đầu, rồi đi trong màn đêm, lại đi loanh quanh trước nhà, thì cái cảm giác đấy nó sợ biết bao. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện của chú Lưu đã gửi cho kênh. Nó không quá là rùng rợn đúng không ạ? Không có những chi tiết con ma nó xuất hiện ra nó hù dọa khiến cho người ta sợ hãi, cũng không có chi tiết kể tả là cái con ma nó trông như thế này đúng không? Nhưng đây mới là sự thật. Ma không bao giờ dí sát cái mặt của chúng vào cho chúng ta xem đâu, mà họ chỉ xuất hiện kiểu thoáng qua thôi. Không biết là mọi người đã từng nhìn thấy hay chưa, nhưng mà Hằng đã từng một lần gặp rồi. Họ chỉ đi thoáng qua và sau đó biến mất rất là nhanh. Cảm ơn chú Lưu về câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là hay. Văn chương của chú đọc cảm thấy nó rất là thấm. Nó không quá hoa mỹ, nó đơn giản, nhưng nó đủ để cho chúng ta hiểu, phải không ạ? Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.